quý vị và các bạn, tình hình trật tự an toàn giao thông của huyện Đông Hải trong năm qua có diễn biến khá phức tạp. Lưu lượng phương tiện lưu thông tăng nhanh cả về đường bộ và đường thủy nội địa. Trong khi đó, ý thức của người tham gia giao thông cũng chưa có sự chuyển biến rõ nét. Tuy nhiên, nhờ nhận định được tình hình, bước sang năm 2023, Ban An toàn giao thông và Ban Chỉ huy Công an huyện đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm kiềm chế tai nạn giao thông, ổn định tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện. Thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Đông Hải đã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến với mọi tầng lớp nhân dân, nhất là ở địa bàn dân cư. Xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phòng ngừa tai nạn giao thông. Cùng với đó, đội cảnh sát giao thông công an huyện cần kết hợp tuyên truyền cho người tham gia giao thông nhằm nâng cao ý thức cho người điều khiển phương tiện, nhắc nhở những trường hợp chưa chấp hành tốt các quy định về an toàn giao thông. Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông huyện cũng đã thường xuyên tuần tra kiểm soát, khép kín địa bàn, tập trung vào những tuyến đường giao thông huyết mạch nối với hương lộ chính, những tuyến đường thường xảy ra tai nạn giao thông hoặc có nguy cơ cao xảy ra tai nạn để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh về cao điểm tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Đông Hải đã huy động tối đa lực lượng, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, tập trung vào các hành vi là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông như vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện, chở quá số người quy định. Thường xuyên tuần tra kiểm soát cơ động bằng xe ô tô, mô tô để xử lý các vi phạm. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát giao thông huyện còn phối hợp kiểm tra xe vận tải hàng hóa và buộc ký cam kết thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông cho nhiều chủ phương tiện. Để thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2023, thì Công an huyện Đông Hải đã chủ động thực hiện kế hoạch cao điểm của Ban An toàn giao thông tỉnh cũng như kế hoạch cao điểm của Giám đốc Công an tỉnh trong cái công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Là Công an huyện Đông Hải đã huy động lực lượng tập trung cái công tác tuần tra kiểm soát theo chuyên đề cao điểm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm mà nguyên nhân trực tiếp là ảnh hưởng gây đến tai nạn và ùn tắc giao thông. Thì trong đó bố trí lực lượng nắm chắc tình hình, là dự báo chắc cái tình hình và cái phân công là từng tổ bám địa bàn, tuyến đường bộ cũng như đường thủy để bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát phù hợp theo từng cái thời điểm mà phức tạp về trật tự an toàn giao thông. Thì cũng tăng cường là phối hợp với các ngành đoàn thể, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động coi như là các doanh nghiệp cũng như các công ty vận tải đường bộ về đường thủy thực hiện nghiêm cái công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Rồi trong khi hoạt động là vận tải đường bộ cũng như đường thủy. Và bên cạnh đó thì cũng phối hợp với các ngành là kiểm tra, khảo sát các cái tuyến đường bộ cũng như báo hiệu trên tuyến đường bộ và đường thông, đường sông những điểm bất cập về cái hạ tầng giao thông, thì cũng đề xuất các ngành chức năng về củng cố, duy tu là lắp đặt các cái hệ thống báo hiệu cho nó phù hợp với cái hoạt động an toàn giao thông. Đặc biệt trong thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và lễ hội đầu xuân năm 2023 vừa qua, Công an huyện Đông Hải đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm. Qua đó, lực lượng đã phát hiện lập biên bản 170 trường hợp, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền trên 210 triệu đồng. Nhờ thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp, nên tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Đông Hải dịp trước, trong và sau Tết cơ bản ổn định. Có được kết quả này là do lực lượng cảnh sát giao thông huyện đã đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, đồng thời tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân, các chủ phương tiện nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông khi tham gia giao thông. Để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn huyện, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Đông Hải đã chủ động đề ra những giải pháp có hiệu quả. Đội cảnh sát giao thông công an huyện đã tham mưu cho ban chỉ huy xây dựng nhiều chương trình kế hoạch, nhất là kế hoạch cao điểm
về tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ trước trong sau Tết Nguyên Đán 2023. Thì từ đó thì đội cảnh sát giao thông tiến hành tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp về điều khiển xe mà vi phạm về nồng độ cồn, chở hàng quá tải trọng cho phép và chạy quá tốc độ quy định. Vì những trường hợp này là những trường hợp là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn giao thông. Thì đầu năm 2023 thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục về pháp luật trật tự giao thông đến với mọi người dân. Cái thứ hai là tiếp tục rà soát nắm tình hình địa bàn, đặc biệt là các đối tượng thanh thiếu niên thường xuyên chạy xe lạng lách đánh võng, nẹt bô rú ga tại các khu vực đông dân cư để tiến hành mời gọi hỏi răn đe giáo dục. Cái thứ ba nữa là tăng cường công tác các trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phục vụ tốt cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Một trong những giải pháp góp phần làm kiềm chế tai nạn giao thông đó là việc khảo sát, trang bị lắp đặt hệ thống camera quan sát trên các tuyến đường tỉnh lộ, tuyến đường liên huyện như tuyến Gành Hào - Giá Rai, tuyến đường đi các xã Định Thành, An Phúc, An Trạch và một số điểm phức tạp về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện. Ngoài hiệu quả đảm bảo trật tự an toàn giao thông, việc lắp đặt hệ thống camera còn có tác dụng phòng ngừa đấu tranh các loại tội phạm và hành vi vi phạm trên các tuyến đường giao thông nông thôn. Từ đó góp phần mang lại cuộc sống bình yên, giúp cho nhân dân an tâm, phấn khởi. Đến nay, Ban Toàn Giao thông và Công an các xã thị trấn trên địa bàn huyện Đông Hải đã lắp đặt tổng số trên 150 camera. Từ khi hệ thống camera được đưa vào hoạt động, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện được kiềm chế. Tình trạng tụ tập, đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng của các đối tượng thanh thiếu niên đã giảm so với trước. Thông qua hệ thống giám sát này, lực lượng cảnh sát giao thông huyện có thể chủ động quan sát, nắm bắt tình hình trật tự an toàn giao thông một cách bao quát trên toàn địa bàn. Cùng với đó, địa bàn huyện Đông Hải có hệ thống giao thông đường thủy tương đối phức tạp, có nhiều tuyến sông lớn và nhiều bến đò ngang hoạt động. Toàn huyện hiện có 49 bến đò ngang sông được quy hoạch và 40 bến được cấp phép hoạt động. Công tác đảm bảo an toàn giao thông cho hoạt động của các bến khách ngang sông đã và đang được Ban Toàn Giao thông huyện chú trọng. Huyện đã công nhận 7 bến đò ngang và bến thủy nội địa chăn quá an toàn. Ban Toàn Giao thông huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng của huyện phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn có bến đò ngang, bến thủy nội địa được chọn làm bến chăn quá an toàn, tập trung tuyên truyền cho chủ phương tiện phải thực hiện đầy đủ các tiêu chí theo quy định. Từ đó, hầu hết các bến đò, bến phà đưa rước khách sang sông đều chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông đường thủy nội địa. Để đảm bảo những cái quy định về bên an toàn giao thông thì phà của chúng em thì chúng tôi thì gồm trang bị những thiết bị phao nè, rồi dụng cụ chữa cháy và kèm theo một số về bên ban an toàn giao thông của tỉnh đã quy định về dịp những ngày Tết là không chở quá số người quy định. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là và có trang bị thêm một chiếc xe cua, nhiều khi có khách đông quá thì mình đưa vào hoạt động để cho không ngừng tắc, không ngừng mướn giao thông. Rồi không được nâng giá, cái thứ nhất. Rồi để đảm bảo an toàn giao thông thì mình phải bố trí là bằng thuyền trưởng, máy trưởng trực suốt 24/24 để thuận tiện cho bà con đi lại. Về cái mặt nước thủy triều của cái cửa biển Gành Hào thì nó lên xuống bất chợt, vì do đó nên cho nên là mình đã trang bị những cái dụng cụ để coi như là mình coi như nâng cấp cái cầu lên, hoặc là cái ấy đừng để cho ngập nước. Rồi phà giang này trong thời gian thủy triều thì mình nhiều khi mà thủy triều lên cao quá là mình phải đứng, có người đứng rằng cho hướng dẫn cho hành khách rồi đi rồi cho nó thuận tiện như bên an toàn giao thông. Bến phà là cũng hoạt động giống như là đảm bảo an toàn giao thông đó vậy. Là có phao cứu sinh bằng thuyền trưởng, máy trưởng. Rồi hành khách xuống phà thì cũng cầm phao cứu sinh. Rồi có dịp lễ Tết rồi khách đông thì cũng có phà để hỗ trợ để cho mà rút khách bớt lại cho nó đảm bảo an toàn đó. Ban An toàn Giao thông huyện đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các ngành chức năng huyện phối hợp với đội thanh tra giao thông,
trạm cảnh sát đường thủy Cành Hào và công an các xã thị trấn tiến hành kiểm tra về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, chủ yếu là các bến khách ngang sông, bến xếp dỡ hàng hóa, người điều khiển phương tiện chở khách ngang sông. Đồng thời, Ban toàn giao thông huyện còn triển khai kế hoạch xử lý tình trạng đặt đáy neo nổi, đánh bắt thủy sản trên sông, gây mất an toàn giao thông đường thủy nội địa. Thì trạm cũng bám sát vào cái kế hoạch của phòng cũng như là của Ban an toàn giao thông huyện, thị xã là nhằm tham mưu cho mà ban với ban chỉ huy là làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nhắc nhở là tập trung những cái bến khách ngang sông, từ đó để là qua kiểm tra là các bến đều là đảm bảo là hoạt động có nề nếp so với những trước, mà nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, người dân tham gia giao thông trong thời gian qua cũng như trong năm qua là có ý thức nâng cao rõ rệt so với những năm trước. Và song song tới chúng tôi là trọng tâm nhất là những cái địa bàn, những cái tụ điểm có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, và tập trung nhất là cái phương tiện vận chuyển khách phải đảm bảo trang thiết bị an toàn, phao cứu sinh rồi vân vân. Cái nữa là trên luồng, trên tuyến là phải thường xuyên kiểm tra, là tuyên truyền, nhắc nhở, song song cũng ký cam kết, phát tờ rơi là không để là những hộ đăng đáy neo trên tuyến rồi chiếm luồng, gây mất trật tự an toàn giao thông. So với những năm 22 với năm trước là tình hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 22 là có chuyển biến rất là rõ rệt. Từ đó là nhờ công tác tuyên truyền, giáo dục và người dân người ta có cái chấp hành tốt. Thời gian qua, trên địa bàn huyện Đông Hải có nhiều dự án đang được triển khai thực hiện với nhiều công trình đầu tư xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng, từ đó kéo theo lưu lượng phương tiện tăng nhanh. Do đó, thời gian tới, để đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, Ban toàn giao thông và Ban chỉ huy công an huyện đã xác định và tiếp tục triển khai một số giải pháp trọng tâm mang lại hiệu quả. Trước tình hình đó, thì công an huyện Đông Hải đã chủ động tham mưu cho huyện ủy, ủy ban huyện là chỉ đạo và thực hiện là cái công tác quản lý nhà nước đảm bảo an ninh trật tự. Thì trong đó chỉ đạo các ngành cùng phối hợp đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền chiều rộng lẫn chiều sâu. Tuyên truyền là trong cái công tác tuyên truyền thì phải là bám sát phân nhóm theo đối tượng để tuyên truyền, cụ thể như học sinh, thì bà con ở vùng sâu vùng xa thì lồng ghép vào cái phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc để tuyên truyền sâu rộng cho bà con trong nhân dân ở vùng xa, sâu vùng xa để hiểu được và chấp hành cái ý thức trong cái tham gia giao thông. Còn đối với doanh nghiệp cũng như công ty vận tải xe tàu, thì doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa, hành khách thì tiếp tục thực hiện cho làm cam kết là phải đảm bảo đối với tài xế chạy đường xa phải đảm bảo giờ để km đường, đảm bảo sức khỏe khi tài xế điều khiển, rồi phải đảm bảo tải trọng khi mà xuất bến hoặc là vận chuyển trên đường bộ. Tiếp tục là coi như cái công tác là tuần tra kiểm soát thì phải bố trí lực lượng là bám sát cái địa bàn, coi như nắm tình hình chặt trên tuyến đường thủy và đường bộ, nắm chặt cái tình hình, cái khung giờ phức tạp về trật tự an toàn giao thông, thì để bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm mà trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, là cũng như theo kế hoạch chuyên đề là xử lý là coi như là quá tải trọng cho phép, rồi xe coi như tự cơ nới thùng thành xe, rồi chạy quá tốc độ, đặc biệt là xử lý nghiêm cái hành vi là điều khiển phương tiện mà trong cơ thể có nồng độ cồn hoặc là sử dụng chất ma túy hoặc là chất kích thích khác. Song song với những nhiệm vụ trọng tâm, huyện Đông Hải tiếp tục tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm làm dừng, làm giảm tai nạn giao thông đến mức thấp nhất, trong đó tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục về trật tự an toàn giao thông với nhiều hình thức và đi vào chiều sâu, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông.
Chuyên mục An toàn giao thông kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.